Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình lấy được rất nhiều cái dây cơm linh các bạn ạ. Thì trước khi rửa để mà thái phơi, mình cũng quay qua để các bạn xem. Dây cơm linh này thì còn có tên gọi khác là cây chân rết, dây tràng pháo. Đây các bạn nhìn này. Nó có tên gọi là dây tràng pháo bởi vì những cái lá của nó cứ xòe ngang ra như một tràng pháo ngày xưa các bạn ạ. Lá dây cơm linh này thì có hình kiếm. Đặc biệt là nó có phần thắt ngỗng ở đầu ngọn lá này các bạn này. Mặt trên của lá thì xanh đậm, mặt dưới thì xanh nhạt hơn. Hai mặt lá nhẵn bóng các bạn nhé. Dây cơm linh này thì đã được sử dụng trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền từ rất lâu đời rồi. Đặc biệt là những cái thầy thuốc vùng cao thì là ai cũng biết sử dụng cái dây cơm linh này để chữa trị căn bệnh thoái hóa đau nhức xương khớp, đặc biệt là bệnh gút. Trong thang thuốc chữa bệnh gút thì là phải có vị cây cơm linh này các bạn ạ. Bởi vì nó là một vị thuốc chữa gút rất tốt. Kinh nghiệm của các thầy thuốc nam vùng cao thì người ta sử dụng cái dây cơm linh này. Chữa trị căn bệnh đau nhức xương khớp, đặc biệt là bệnh gút rất tốt các bạn. Mình lấy được rất nhiều dây cơm linh các bạn. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn.